Ngày 31 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều tối ngày 30 tháng 8, đơn vị đã giải cứu thành công 10 thiếu niên bị mắc kẹt trong rừng, nhưng bị ngăn cách bởi một dòng nước lũ chảy xiết tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, vào sáng ngày 30 tháng 8, một nhóm thanh thiếu niên gồm 17 người đã cùng nhau đi giả ngoại tại khu vực suối nước chảy về Thủy Điện, Anchorage, cách trung tâm xã Lát khoảng 20 km. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, tại huyện Lạc Dương bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn, khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến con suối cạn trước đó dâng cao lên 2-3 mét chảy xiết. Chính vì vậy, 17 người trên đã bị mắc kẹt không thể qua bờ bên kia để di chuyển về địa điểm xuất phát. Tuy nhiên, sau đó đã có 7 người mạo hiểm vượt qua dòng nước xiết. Sau khi qua được dòng nước xiết, 7 người đã báo cơ quan chức năng địa phương đến hỗ trợ, nhận được tin báo khoảng hơn 17 giờ cùng ngày. Phòng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay lập tức điều một xe chỉ huy, một xe chuyên dụng cứu nạn cứu hộ cùng 10 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân. Sau khi đến hiện trường nhận định đây là một con suối lớn, độ rộng khoảng 12 mét, nhiều đá tảng tròn, nước chảy xiết, đổi dòng liên tục và xoáy mạnh. Hơn nữa, các thiếu niên bị mắc kẹt đã có dấu hiệu mệt mỏi, cơ thể rung vì nhiệt độ thấp và ngắm mưa đã lâu. Vì vậy, lực lượng chức năng đã sử dụng dây chuyên dụng và khóa carabiner tiếp cận từng nạn nhân đưa qua bờ an toàn. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, hiện nay sức khỏe của các thiếu niên bị mắc kẹt vẫn ổn định và được về với gia đình.